Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game Tây dị giới của tác giả Tạ Trường Thành. Truyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Chương 496: Lôi ân phát uy. Lúc bấy giờ, không gian bị tiếng hét lớn kia làm cho toàn trường trở nên yên tĩnh. Mấy ngàn đệ tử của Thiên Băng Cung khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn vừa nghe tới thiếu gia của Trần gia đã khiếp sợ, không dám ho một tiếng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Trần gia chính là con quái vật khủng bố cỡ nào, vậy mà bây giờ lại có người dám can đảm quát lớn như vậy. Bọn hắn không hề hay biết Hòa Minh chỉ là thiếu gia bên ngoài của Trần gia, nhưng vẫn là một vị thiếu gia dòng chính chân chính. Kẻ này muốn chết rồi, một vị nữ đệ tử của Thiên Băng Cung lẩm bẩm mà nói. Rất nhanh, tiếng bàn tán vang lên. Ta biết hắn, hắn là La Kiệt, con trai của công chủ La Tức Cung Phong Điện mà. Rất nhanh, rất nhiều người nhận ra danh tính của La Kiệt. Dù sao, La Kiệt tại thượng vị diện cũng là có danh khí rất lớn. Thế nhưng, danh khí, địa vị lớn thì sao? Liệu có bằng địa vị của thiếu gia của Trần gia hay không? Trần Phú cùng với Trần Lập lúc này nghe được tiếng hét của La Kiệt, hai cặp mắt lập tức băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía của tên La Kiệt kia, giống như nhìn một người chết. Bọn hắn tuy rằng gặp Hoàng Minh không lâu, thế nhưng thân phận của Hoàng Minh chính là một nửa huyết mạch dòng chính của Trần gia. Nhiệm vụ hàng đầu của dòng nhánh bọn hắn chính là bảo vệ tính mạng cho toàn bộ dòng chính, bảo vệ tôn nghiêm của dòng chính, thậm chí hy sinh cả tính mạng của bản thân. Thế nhưng chưa cần đến bọn hắn ra tay, Kiểu Liên Hắc Long lúc này bất giác gầm lên. Trừ cái đầu ở giữa đang có đoàn người đứng trên đó, thì 8 cái đầu còn lại đều gầm lên dữ dội. Từ 8 cái đầu phun ra 8 đoàn hắc vụ đen ngòm, bắn ra 8 hướng khác nhau. Mỗi nơi hắc vụ đi qua đều bị ăn mòn toàn bộ. Không khí đệ tử yếu nhược của Thiên Băng Cung vì phản ứng không kịp mà bỏ mạng tại chỗ. Bốp bốp, hai tiếng vang chát chúa kêu lên, một đoàn máu huyết cùng với răng lẫn lộn trộn vào nhau mà bay ra. La Kiệt toàn thân giống như một quả đạn pháo bị bắn văng vào vách đá gần đó cách tầm 10 mét. Toàn trường lại rơi vào yên tĩnh, không một tiếng động. Hiện trường, đoàn người Hoàng Minh, Kiều Phong, Chu Du, Trần Phú, Trần Lập cùng với Vũ Linh công chủ Thiên Băng Cung gia, những người còn lại đều bị dọa cho sợ, bởi vì bọn họ không thể nhìn ra vừa rồi ra tay rốt cuộc là làm thế nào. Người ra tay tát cho La Kiệt hai cái chính là một thanh niên gầy nhỏ, y phục màu đen tuyền, trên đầu có một cái mũ rơm cực kỳ kỳ quái. Thanh niên này chính là Lôi Ân. Lôi Ân không ngờ bị tiếng hét này của La Kiệt làm cho tức giận. Thân ảnh của hắn giống như một bóng ma đột ngột xuất hiện trước mặt La Kiệt. Ngay sau đó là hai cái tát trời giáng vang lên. La Kiệt cũng là một thanh niên cao thủ của thượng vị diện tại Hoàng Thiên Đại Lục, tu vi hóa thần hậu kỳ, vậy mà một điểm né tránh cũng không thể. Ăn hai cái tát cực mạnh khiến cho toàn thân của hắn bay đi hướng về vách đá mà va chạm. Lôi Ân hai mắt đỏ bừng, dường như người mà La Kiệt vừa quát chính là hắn vậy. Chỉ thấy hắn nhìn chừng chừng vào thân ảnh của La Kiệt đang đau đớn bỏ dậy mà quát. Tiên sư con mẹ nhà ngươi, huynh đệ của ta đến chính ta còn không dám quát lớn như vậy, người có tư cách gì hả? Hả? Người có tư cách gì? Có tin lão tử xiên cho chết cả 18 đời tổ tông nhà ngươi không? Từng câu chửi lưu manh khủng bố của Lôi Ân cứ thế vang lên. Ai có thể tin được một thanh niên nhỏ bé gầy yếu như hắn lại có khí tức mà chửi đồng lên như thế. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cái này cũng quá là bá đạo rồi, đã đánh người lại còn đe dọa người ta xiên tới 18 đời tổ tông nhà người ta nữa sao? Hòa Minh không ngờ tới tình cảnh này, cười mà nói. Lôi Ân, làm gì mà máu chiến vậy?
chúng ta đến đây là đi đón nữ nhân của ta, phải lấy đức phục người chứ. Lôi Ân nghe Hoàng Minh tếu táo như vậy, cơn giận dường như cũng dịu xuống vài phần. Ánh mắt nhìn Hoàng Minh có chút lấm lét mà nói: thế nào, thấy biểu hiện của ta có tốt không? Rất có mặt mũi đúng không? Huynh đệ, ta không lấy nhiều. 10 vò à? Không, 20 vò táo mèo nhé. Lôi Ân vừa nói, tay phải theo thói quen chỉnh lại cái mũ rơm trên đầu, nháy mắt với Hoàng Minh một cái. Hoàng Minh vừa bực vừa buồn cười. Tên này không ngờ lại vì 20 bình táo mèo mà ra vẻ sống chết vì huynh đệ thế này. Cũng bỏ qua một bên, Hoàng Minh chỉ mỉm cười, sau đó dùng linh lực đặc biệt lớn tiếng mà nói: hôm nay ta tại đây tuyên bố, điêu thuyền chính là do Hoàng Minh ta đón về. Các người phục hay không phục cũng phải phục. Một câu tuyên bố vô cùng bá đạo. Sau đó không nói thêm gì nữa, dứt khoát mang điêu thuyền bay lên. Lôi Ân ánh mắt quét qua bên dưới mười mấy thanh niên ở dưới đất kia, làm cả đám run sợ run người lại. Ngay sau đó, hắn giơ tay trái lên, đưa một động tác cắt cổ đe dọa đám người ở phía dưới, làm cho bọn hắn ở bên dưới mặt mũi đều tím tái lại. Sau đó cười lạnh, bay theo về phía Hoàng Minh. Chương 497: Ma tộc vây công. Tỷ tỷ, điêu thuyền tỷ, đại tẩu. Điêu thuyền lên tới thì rất nhanh, nhiều tiếng chào hỏi vang lên không dứt, nhất là Kiều Phong, Lệnh Hồ Dung cùng với Tiểu Ngư Nhi. Từ bé lớn lên cùng nhau, tình cảm thắm thiết. Hơn nữa, bọn họ lại chính là một đám hài tử còn lại của Thái Bình thôn. Điêu thuyền tu luyện công pháp chính là hàn băng chân khí, toàn thân nàng phát ra một luồng băng lãnh, kết hợp cùng với nét u buồn cùng lạnh lùng quả thật là khiến cho người ta không dám coi thường. Chính là lúc này, thánh cô của nhân tộc lại nở nụ cười vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc. Nàng đi về phía ba tiểu đệ của mình, sau đó dùng cánh tay ngọc giơ lên xoa xoa đầu của ba tiểu đệ, khóe miệng ngọt ngào mà nói: thật là các đệ lớn nhanh thật, giờ ta cũng không với tới đầu của các đệ rồi. Tiểu Ngư Nhi tủm tỉm mà nói: tỷ tỷ, đệ có thể cúi xuống mà. Mọi người đều mỉm cười, không khí đã vui vẻ. Hôm nay mọi chuyện chỉ đến đây vậy thôi. Hòa Minh đứng ở bên cạnh nhìn Chu Du, ánh mắt có chút tinh quang lóe lên. Chu Du gật đầu với Hoàng Minh, không rõ bọn hắn đang suy tính điều gì. Chính lúc này, một tiếng gầm lớn vang lên. Tiếng gầm này khiến cho không gian chấn động, vô số ngọn núi vậy mà ầm ầm sụp đổ, cảnh tượng cực kỳ hùng tráng. Đó là gì? Rất nhanh đã có một đệ tử của Thiên Băng Cung nhận ra chuyện không đúng, cánh tay hướng về phía xa mà chỉ. Người, quá nhiều người. Một thiếu nữ bên cạnh đã sợ hãi hô lên: không phải là nhân loại đâu, các người xem kìa. Lại là một nam tử kinh hô lên, cánh tay chỉ về phía ngọn núi xa xa. Bốn xung quanh phương viên vạn dặm của Thiên Băng Cung đã xuất hiện tầng tầng lớp lớp thân ảnh. Ma tộc. Kiều Phong do cùng với Kim Sĩ Đại Bằng kết hợp, ánh mắt chính là được nâng cao gấp mấy trăm lần. Nhìn về phía xa xa, hắn lập tức đưa ra kết luận: ma tộc xuất hiện bao vây Thiên Băng Cung, đây là muốn diệt trừ Thiên Băng Cung sao? Chính lúc này, công chủ Vũ Linh khuôn mặt tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Xong, xong rồi, tại sao ma tộc lại đánh tới chứ? Nàng ta có trăm nghĩ ngàn nghĩ, có lẽ cũng không nghĩ ra duyên cớ. Thiên Băng Cung chỉ là một cung điện tam lưu, ma tộc đáng lẽ ra không để ý tới một cung điện nhỏ bé như vậy. Tiếng gầm rú vang lên một lần nữa, rất nhanh từ xa đã có ba cái bóng lớn xuất hiện. Thần thú Cung Kỳ, thần thú Huyền Vũ, thần thú Thao Thiết. Trần Lập, Trần Phú cùng với Trương Vô Kỵ đều kinh hãi mà thốt lên. Không chỉ bọn hắn, những người ở đây phàm là người có chút kinh nghiệm đều sẽ nhận ra ba loại siêu cấp thần thú này. Ở giữa là một thân hình to lớn như sư tử, ở hai bên có hai cánh rộng, toàn thân là một màu đỏ như máu. Hai mắt xanh lập lòe đáng sợ, cái miệng nó to lớn không ngừng gầm lên thị uy. Nghe tiếng của nó có thể biết được
khi nãy chính là do nó phát ra tiếng gầm lớn. Đây chính là siêu cấp thần thú cùng kỳ. Bên phải cùng kỳ là một bộ dáng càng là khủng bố, mà Hoàng Minh nhìn cũng đã nghĩ ra một cái tên trong đầu: Thảo Thiết. Thảo Thiết đầu dê mặt người, hai mắt sáng ngời, lại có một mắt chính là ở dưới nách, dáng người thịnh nộ càng là đáng sợ. Trên đầu lại có một đôi sừng uốn lượn, hai chân đầy móng vuốt sắc nhọn. Còn lại chính là dễ dàng nhận biết hơn, đó chính là siêu cấp thần thú Huyền Vũ. Chỉ cần nhìn sự kết hợp của rắn và rùa, ai ai cũng có thể nhận ra siêu cấp thần thú trong truyền thuyết này. Rất nhanh, sau khi khoảng cách còn khoảng hơn ngàn mét thì cả ba dừng lại. Hòa Minh đã có thể nhận ra ba thân ảnh đang đứng trước mặt hắn. Ở giữa chính là Cùng Kỳ, mà người điều khiển Cùng Kỳ chính là một người mà Hoàng Minh muốn giết nhất hiện tại: Quỷ Vương Phất Cơ. Bên phải của hắn là Thao Thiết. Trên người của Thao Thiết lúc này đang có một thanh niên anh tuấn mặc hắc sắc trường bào cực kỳ tà dị, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Hoàng Minh cũng có thể nhận ra tên này chính là thiếu chủ của ma tộc. Hoàng Minh đã gặp hắn ở trên chiến trường lần trước, Áo Lợi Vân. Người còn lại đứng bên trái chính là trên lưng của Huyền Vũ, là một thanh niên mặc hoàng bào kim sắc, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự tự tin, giống như hắn có một loại khí chất nắm bắt thiên hạ. Trên tay phe phẩy quạt lông, Hòa Minh trong đầu lập tức nghĩ tới một đối tượng mà gần đây đám huynh đệ của hắn than thở ngày đêm: Gia Cát Lượng. Hoàng Minh! Tiếng nói của Quỷ Vương vang lên trong không trung. Lúc này toàn bộ lãnh địa Thiên Băng Cung đã bị ma tộc vây lại. Chỉ sợ lần này bọn hắn đã bỏ ra một cái vốn rất lớn, nhất định là muốn giết chết Hoàng Minh rồi. Một đám ma đạo lại dám tới đây bao vây ta sao? Quỷ Vương, ngươi hôm nay tới nộp mạng rồi. Hoàng Minh hừ lạnh châm biếm. Sau lớp mặt nạ, không rõ Quỷ Vương biểu hiện thế nào, nhưng chắc chắn là không vui rồi. Chương 498: Phản vây công. Hòa Minh, hiển nhiên ngươi bất ngờ lắm đúng không? Tại sao hôm nay chúng ta lại có chuẩn bị mà đến? Áo Lợi Vân cười lạnh mà nói, khóe miệng nụ cười càng rạng rỡ hơn. Vì chuẩn bị cho kế hoạch này mà bọn hắn phải chuẩn bị rất lâu, cuối cùng thì cũng có thể một mẻ bắt hết một đám thanh niên cao thủ ở đây. Trần gia cho dù có thông thiên đi nữa, đi từ Trần gia đến đây cũng phải mất nửa ngày đường, mà nửa ngày đường như vậy quá đủ rồi. Phải biết là Quỷ Vương thực lực sau 3 năm nghỉ ngơi điều dưỡng đã gần tiếp cận tới đỉnh phong cường giả tại đại lục. Áo Lợi Vân nói xong thì lập tức cảm thấy kinh ngạc. Không một ai để ý tới lời nói của hắn. Vậy mà không có một ai. Toàn bộ ánh mắt của đám thanh niên kia đều dồn về phía bên trái Quỷ Vương, chính là thanh niên đứng đầu trên đỉnh Huyền Vũ. Chu Du không nhịn được mà hỏi: Ngươi là Gia Cát Lượng? Đích xác là ta. Gia Cát Lượng hai tay chắp lại khiêm tốn mà nói. Trước ánh mắt đầy tính xâm lược của đám người trước mặt, Gia Cát Lượng không hề mất bình tĩnh, thậm chí còn nhàn nhạt mỉm cười thân thiện với bọn Hoàng Minh. Lần này bố trí vây bắt chúng ta cũng là kế hoạch của ngươi. Từ bao giờ? Chu Du hai mắt lấp lóe tinh quang liền hỏi thêm một đoạn nữa. Từ lúc các ngươi đi tới đất liền, ta đã nắm chắc. Gia Cát Lượng tự tin mà nói. Hắn tin tưởng bản thân đã rất kín kẽ, tin tưởng bản thân đã không hề lộ ra một chút thanh âm nào. Ngay cả với Áo Lợi Vân, chính là khi nãy vừa đi hắn mới vừa nói rõ mục đích chuyến đi này. Điều này có thể thấy được hắn kín kẽ tới cỡ nào. Thế nhưng cây cao chắn hết được gió hay sao? Bọn hắn có thể cài người vào hàng ngũ của đối phương, vậy thiên sát thì không thể sao? Người thật tự tin. Chu Du cũng cười, chỉ là nụ cười có một tia đắc thắng cảm giác. Nụ cười đã khiến cho Gia Cát Lượng cùng với Áo Lợi Vân đều hơi nhíu mày. Không lẽ đối phương đã phát hiện ra chuyện gì đó? Nhìn biểu hiện của cả đám người, không hề có một chút lo lắng nào khi bị mấy vạn ma tộc chiến sĩ vây công, thậm chí còn cười.
Đúng vậy, bọn chúng đều cười. Không ổn, mắc bẫy rồi. Gia Cát Lượng bất giác thốt lên một câu như vậy. Lập tức, đúng như Gia Cát Lượng hắn nghĩ, tiếng tù và vang lên khủng bố. Từ bốn phía xa xa, hàng vạn nhân tộc đại quân đã phi hành tới, một lần nữa bao vây mấy vạn ma tộc thành một vòng tròn. Hiện tại chính là một cái tình cảnh rất kỳ diệu. Ở giữa chính là một đám hoàng minh cùng mấy ngàn đệ tử Thiên Băng Cung. Phía bên ngoài bao vây lấy Thiên Băng Cung chính là mấy vạn ma tộc tinh anh, trong đó bao gồm Lang tộc, Yêu tộc, Hồ tộc, Ám Tinh Linh tộc cùng Đoạn Lạc Thiên Sứ. Lần này ma tộc chính là muốn dùng lực lượng một mạch chém giết mối tai họa hoàng minh. Ấy vậy mà một vòng ngoài bao vây lấy ma tộc hiện tại chính là nhân tộc, hơn nữa nhân số không ít, nếu không muốn nói là đông hơn rất nhiều. Quỷ vương, lần này ta muốn xem người rốt cục chạy đi đâu. Tiếng nói vang vẳng vang lên, giòn cười tràn đầy sự vui sướng cùng hả hê. Rất nhanh, bóng người từ xa chân đạp phi hành mà bay tới. Người tới chính là Trần Thái, Trần Hành, Trần Lập cùng với Tháp Thanh Nga, bốn người mạnh nhất Trần gia tại thời điểm hiện tại. Chu tiểu tử, ngươi thật khiến cho ta khâm phục, làm ra cái bẫy lớn bậc này quả thực là làm cho người ta sảng khoái. Trần Hành cười lớn, giọng nói vang lên đầy cảm thán. Mọi người lúc này nhìn về phía của Chu Du mỉm cười. Chu Du chính là vẫn giữ trên nụ cười nhẹ nhàng, tay vẫn không ngừng phe phẩy cái quạt đen. Hòa Minh cũng là một mặt tiếu dung, hắn không khỏi nhớ về xế chiều ngày hôm qua. Lão đại, dường như ma tộc đã biết rõ thân phận của ngươi, một mực muốn diệt trừ ngươi sao? Chu Du đứng song song với Hoàng Minh tại đình viện nhỏ trong hồ tại Trần gia. Đúng vậy, một ngày ta chưa chết, ta chính là uy hiếp mạnh nhất đối với ma tộc. Hoàng Minh cũng không phủ nhận, tình cảnh của hắn thế nào hắn đều biết rõ, ma tộc sẽ không buông tha cho hắn, nhất là ngày ma vương xuất thế không còn lâu nữa. Chu Du trầm ngâm một chút nói ra, để có một đề nghị thế này, nếu thành công có thể một lưới bắt được một mẻ, khiến cho ma tộc đại thương. Hòa Minh nghe thấy vậy, hai mắt lóe lên tinh quang, khẩn trương mà hỏi, là chuyện gì? Chu Du gấp quản lại vang lên một tiếng soạt, sau đó nhẹ nhàng đáp, chuyện này có hơi chút táo bạo, cần đến sự trợ giúp của các vị tiền bối Trần gia, nhất là huynh, con cá lớn. Hòa Minh hơi nhíu mày mấy giây, ngay sau đó lập tức gắn kết sự việc ngày mai bọn hắn muốn đi đón điêu thuyền cùng với lời nói của Chu Du thì bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó cười cười mà nói, nên đổi lại là trời sinh lượng sao còn sinh du mới đúng. Chương 499, đại chiến nổ ra. Lúc bấy giờ không khí gương cung bạt kiếm thật khiến cho người ta muốn sục sôi nhiệt huyết. Thiên Băng Cung sau mấy trăm năm không ngờ lại trở thành một truyền kỳ về một trận chiến lưu danh đến sau này. Quỷ Vương đến bây giờ vẫn là một mực bình tĩnh đến đáng sợ, không biết được sau lớp mặt nạ kia là một trạng thái biểu cảm như thế nào. Đối phương cao thủ lên tới 4 người, thiếu chủ sử dụng khẩn cấp triệu hồi đi. Gia Cát Lượng lúc này mới đi vẻ thong dong vốn có, lập tức quay sang nói với Áo Lợi Vân. Áo Lợi Vân cũng chính là cảm thấy tình thế vô cùng bất lợi, chỉ sợ nếu không sử dụng vật đó hắn nhất định sẽ bỏ mạng tại đây. Nghĩ là làm, lập tức Áo Lợi Vân lấy ra từ trong không gian giới chỉ 3 viên đá màu xanh, đỏ, vàng. 3 viên đá được hắn nhỏ máu nhận chủ, lập tức muốn bay lên. Trong sự kinh ngạc của toàn trường, 3 viên đá vậy mà tạo thành một dòng xoáy không gian nhỏ. Rất nhanh, từ vòng xoáy này, 4 thân hình từ trong đó lao ra. Sau khi lao ra, liền lăng không mà đứng. Thì vương sao? Tháp Thanh Nga vẻ mặt ngưng trọng. Thì vương chính là tà ác sinh mệnh đáng sợ. Luyện thì chính là một trong những bí ẩn của ma tộc. Thì vương lại chính là tầng lớp rất cao của luyện thi cao thủ. Tu vi của thi vương này chính là bản sao của người đã từng chết. Nếu người này trước kia là cao thủ,
Khi trở thành thi vương, hắn vẫn giữ được kỹ năng cùng với kỹ xảo chiến đấu như lúc sống. Chỉ là thi vương dựa vào mệnh lệnh của chủ để mà chiến đấu, chứ nó không hề có suy nghĩ cá nhân, hoàn toàn là một xác chết chiến sĩ. Tu vi đều đạt tới luyện hư hậu kỳ, hồn điện quả thật coi trọng trận chiến này. Trần Hành hư lạnh một tiếng, ánh mắt hướng về bốn cỗ cường thi phía trước kia. Bốn cỗ cường thi này thân thể toàn bộ tím ngắt, hai mắt trống rỗng vô hồn, toàn thân mặc y phục rách nát, thế nhưng khí thế của cao thủ vẫn là không hề che giấu một chút nào. Quỷ vương, ngươi lần này chết chắc. Hoàng Minh nghiến răng, tùy tiện ném ra Pokeball xuống chân. Hai tay của Hoàng Minh xuất hiện song kiếm, ánh mắt của hắn hướng về phía quỷ vương, chiến ý bừng lên dữ dội. Zẹt zẹt zẹt, rất nhanh lần lượt Pikachu, Lizardon cùng với Gekko Uga xuất hiện. Lúc này chiến đấu ở trên không, ba con Pokemon này chính là trợ thủ đắc lực nhất. A Chang, điêu thuyền, chú ý bảo vệ nhau. Hòa Minh không quay đầu lại mà dặn dò. Cả A Chang lẫn điêu thuyền đều gật đầu. Đám người Chu Du, Kiều Phong, Việt Anh đều đã sẵn sàng. Giết! Hòa Minh hét lớn. Tiếng hét của hắn như tiếng gầm vang vọng giữa không gian rộng lớn. Một trận chiến dữ dội nổ ra. Phía bên trên, hàng vạn thân ảnh của hai phe thế lực lao vào nhau điên cuồng. Một mảnh hỗn loạn thật sự. Đao quang kiếm ảnh ngập trời. Những đệ tử tu vi yếu kém kim đan kỳ của Thiên Băng Cung đều là kinh khiếp, co ro ở một góc dưới đất mà sợ hãi, mặt trắng bệch. Ngày hôm nay máu chảy nhuộm đỏ cả mặt băng, chân gãy tay cụt, thi thể rơi đầy mặt đất. Một trận chiến lớn nhất sau hơn 1000 năm qua của hai phương thế lực chính là nhân tộc cùng với ma tộc. Ngày hôm nay chính là ngày làm lên lịch sử, một ngày viết lên lịch sử của kẻ chiến thắng. Trên trời cao, Hòa Minh đang đối đầu với cao thủ Quỷ Vương. 3 năm trước, Quỷ Vương vì phá phong ấn mà tu vi sụt giảm, bị Hoàng Minh đe dọa bỏ chạy. Đó chính là lần nhục nhã nhất trong đời của hắn. Ngày hôm nay, Quỷ Vương sau 3 năm yên ổn tu luyện, tu vi của Quỷ Vương đã trở về. Một thân tu vi cao cường, cực kỳ khủng bố. Nạp mạng đi! Hoàng Minh song kiếm ánh lên, bóng kiếm như gió, kiếm ảnh kiếm quang ngập trời. Cả người hắn lúc này đã đạt đến trình độ trạng thái mạnh nhất, thực lực đạt tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Mái tóc dài dựng lên đáng sợ, khí thế áp bức cùng với hai con mắt một đỏ một tím quỷ dị. Hòa Minh muốn giết chết Quỷ Vương, cho nên đã sử dụng toàn bộ thực lực. Keng keng keng, tiếng binh khí va chạm chát chúa vang lên không ngừng. Tốc độ ra chiêu của cả hai đều quá nhanh, nơi bọn họ chiến đấu không có ai dám vào can dự. Quỷ Vương dưới sự điên cuồng của Hoàng Minh vẫn bình ổn tiếp đón, không một chút nào vội vàng sợ hãi. Có chăng chỉ là sự kinh ngạc với khả năng tránh né của Hoàng Minh mà thôi. Thế nhưng thời gian trôi qua, càng đánh Quỷ Vương lại càng kinh sợ. Tên Hoàng Minh này không ngờ có vô số công kích kỳ lạ cùng với mạnh mẽ. Hơn nữa Hoàng Minh thực lực lại đang tăng dần, tốc độ sức mạnh phòng ngự càng ngày càng tăng. Quỷ Vương vậy mà càng đánh càng bị Hoàng Minh áp chế, chỉ có thể cùng hắn ngang tay chiến đấu mà thôi. Ầm một tiếng, phía xa xa một tiếng nổ lớn vang lên. Một thi vương không ngờ đã bị chấn nổ, áo lợi vân lục phủ ngũ tạng như bị chấn nát. Cơn đau đáng sợ ập đến. Thi vương kia chính là bị Tháp Thành Nga đánh nổ. Áo lợi vân là người điều khiển, hoàn toàn bị chấn thương. Đánh với ta còn dám lơ là? Một trường thương như giang long phóng tới. Áo lợi vân kinh hãi muốn chạy trốn, ấy vậy mà trường thương kia càng là phóng tới gần hơn. Soạt. Áo lợi vân kinh hãi nhìn bả vai của mình bị xuyên qua, một thương xuyên đứt một bên cánh tay. Đối phương thực lực quá mạnh, Áo lợi vân thật sự khó có thể tin được. Chương 500, đàn áp. Khốn kiếp! Áo lợi vân gầm lên. Lúc này Thao Thiết cũng cảm nhận được sự điên cuồng của Áo lợi vân,
Nó gầm lên chấn động xung quanh. Hai cái mắt của nó to như hai cái ao nước đỏ ngầu liên tục xoay chuyển. Rất nhiều nhân tộc sợ hãi lập tức tránh xa không dám vây công. Nhưng mà lúc này âm một cái thao thiết vậy mà bị nện cho rơi xuống mặt đất. Kẻ vừa ra tay chính là Bạch Hổ. Bạch Hổ lúc này trên trán đã hiển hiện một chữ vương vàng rực, toàn thân khí thế khủng bố, sát khí quần quận. Một nện vừa rồi của nó đích xác là vô cùng mạnh. Thảo Thiết vừa bị ăn một đập của Bạch Hổ mà bị nện rơi xuống mặt đất. Vừa mới lật dậy đã bị ba luồng ánh sáng bắn tới thân thể. Ầm ầm ầm, ba tiếng nổ lớn vang lên. Thảo Thiết càng bị đánh cho vảy giáp bắn ra, máu me đáng sợ. Ba đòn vừa rồi chính là do Phượng Hoàng phun ra hỏa diễm, Cửu Liên Hắc Long phun ra hắc diễm cùng với bạch diễm của Bạch Hổ. Ba đánh một, Thảo Thiết quả thực không thể trụ nổi. Phía bên này, Cung Kỳ cũng là khổ không thể tả rồi. Nó cũng đang chống chịu dưới sự quần công của Hỏa Kỳ Lân, Chu Yếm cùng với Thiên Lý Mã. Dưới sự quần công như thế này, nó đã sắp không thể chịu được rồi. Thật không ngờ ta lại có một ngày rơi vào tình huống thế này. Gia Cát Lượng đứng trên đầu Huyền Vũ thở dài một hơi, ngay sau đó vẫn là nụ cười nhẹ nhàng. Ánh mắt của hắn rơi vào phía đối diện. Trước mặt hắn là một thanh niên anh tuấn, trên tay cũng cầm một cây quạt màu đen, nhẹ nhàng phe phẩy. Cũng là gặp may thôi, Chu Du khiêm tốn mà nói. Gia Cát Lượng nhìn xung quanh, hắn lúc này chính là đang ở giữa vây công của Thiên Tử Điệp do Chu Du ngự trên, Kim Sĩ Đại Bằng do Kiều Phong ngự, Tam Cự Lang do Tiểu Ngư Nhi ngự, cuối cùng là Thành Long do Đoàn Dự ngự. Bốn phương đều đã bị ngăn trở. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng vẫn là không một chút lo ngại, cất tiếng mà nói. Hôm nay, Gia Cát Lượng ta chịu thua, ngày sau nhất định gặp lại báo lễ. Lời vừa nói xong, tay hắn vung lên. Một trận bàn được tung ra rất nhanh, bao phủ toàn bộ Huyền Vũ. Huyền Vũ lập tức thu lại toàn bộ thân thể vào bên trong vỏ, lăng không hướng ra bên ngoài đột phá vòng vây. Ngăn hắn lại! Tiếng quát của Đoàn Dự vang lên. Lập tức Kim Sĩ Đại Bằng của Kiều Phong bứt tốc cực nhanh, hai cánh chém xuống mai rùa. Chỉ nghe ong một tiếng, lực phản chấn quá mạnh làm cho nó bị bật ra xa. Kiều Phong kinh hãi đến giật mình. Phòng ngự của Huyền Vũ quả thực là cực cao, không hổ danh là chiến đài di động. Hàng loạt công kích của bốn siêu cấp thần thú đánh tới, thế nhưng Huyền Vũ với một mực phi hành trên không, không hề bị tổn thương chút nào. Lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Không dừng lại ở đó, rất nhiều công kích còn bị phản chấn văng bắn ra xa xung quanh, làm chết cả đám chiến sĩ đang quần ẩu của hai phe thế lực. Mẹ kiếp, lại để hắn chạy ư? Kiều Phong lần này quả là cảm thấy bất khả tư nghị. Đối phương vậy mà đánh một trận cũng không lập tức quay đầu bỏ chạy, quả thực là rùa đêm rút đầu mà. Những người khác cũng là cảm thấy căm tức. Đã đành rồi, để giết đám còn lại. Đoàn Dự thở dài, quay về phía xa mà nói. Chu Du vẫn còn đứng ở phía xa, nơi mà Gia Cát Lượng vừa đột phá vòng vây, bỏ đi không biết nghĩ gì trong đầu. Đám cao thủ thanh niên gia nhập đại quân của ma tộc rơi vào thế yếu, càng bị đánh cho chết như ngà dạ. Ma tộc rơi vào tình huống khủng hoảng. Thế nhưng lúc này, cả hai bên chém giết đã đến đỏ cả mắt rồi, làm gì còn ai để tâm đến trốn chạy nữa đây. Phía trên cao hơn chính là nơi các cao thủ đại chiến. Tháp Thanh Nga sau khi giải quyết một thi vương lên bay tới phía Hoàng Minh mà lớn tiếng nói. Tiểu Minh, nái nái tới đây. Hoàng Minh nghe vậy lớn tiếng đáp lời. Nái nái, hắn là của cháu, người không nên nhúng tay vào. Câu nói này làm cho Tháp Thanh Nga muốn tới chi viện lại là sững lại. Sau đó quan sát một chút, đích xác là Hoàng Minh càng đánh càng hăng. Tháp Thanh Nga càng là kinh ngạc đến ngây người. Quỷ Vương là ai cơ? Tiền bối ma tộc thành danh từ vạn năm về trước, vậy mà lúc này lại chỉ có thể đánh tay ngang với cháu trai của mình. Hơn nữa Hoàng Minh lại đang chiếm thế thượng phong. Tháp Thanh Nga kinh ngạc lăng không bên ngoài mà đứng xem. Người đi chết đi! Quỷ Vương lúc này đã không nhìn được nữa, đặc biệt là sau khi nghe Hoàng Minh vừa nói Tháp Thanh Nga không cần trợ giúp, làm cho Quỷ Vương nổi giận. Hai mắt của hắn lúc này
tinh quang lóe lên một màu xanh quỷ dị. Chỉ thấy xung quanh hắn phân ra mấy trăm cái bóng đen mờ ảo. Mấy trăm bóng đen mờ ảo này chính là mô phỏng theo hình dạng của quỷ vương. Chuyện này làm không ít người kinh hãi không thôi. Quỷ vương đây là sử dụng đại chiêu sao? Thoát Thành Nga kinh hãi, lập tức muốn phi thân xuống để đỡ lấy cho Hoàng Minh một đòn này. Tháp Thanh Nga quả thực là cảm thấy được nguy hiểm. Chương trình đọc truyện tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.